nãy đi phát sao hả? Má ơi, khi nào mình khác team mình phát sao? Chung team mình phải cố gắng lên chứ. Nãy nãy 10 trên 1 đi phát sao. 10 trên 1 phát sao đâu tuần mà. Phát sao. Kim chị mà. Chuyên mục. Phát sao đâu tôi. Phát sao của tên. Thứ 7 rồi đúng rồi, cuối tuần mà. Ôi, chuyên mục dài chị mà. Chuyên mục dài chị mà. Tư tôi mua chủ tục nắm hơi 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 tê bạc nhờ. Thùy Eni uống sữa cây 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 cây. Chánh Hoàng Phúc nha. Bác sao mà. Cái gì ấy, cái gì mà tiếng bạc lực phết nhờ. Nhưng mà lực đây, nhưng mà gặp việc gì cũng khổ ngôn lực mấy đâu. Léo miếng đỏ kia em, léo miếng đỏ kia. Đọc gì à? Mít ai quạt dưới vậy trời. Vàng, xuống top 5 luôn rồi. Mít ở đây thôi. Mít đây nè. Mít ngoài nói em xong. Ờ, mít lên. Mít lên đó. Mít lên. Eo chú ơi, mít luôn. Lên mít mít. Anh nhầm ngọng mít mít. Kêu lên mít mít. Nhìn này số kiểu thân ở đĩa này. À, đĩa đâu rồi. Cô tắt cái quạt cho. Lô kiểu. Từ thách thảo SC. Đĩa vào đầu chỉ Google. Tắt quạt cũng cho nó rực rỡ. Chắc quạt cho rực rỡ. Nè, ghét chứ nha. Ơi, tôi số này, đây, tôi. Dù hết, làm việc cả. Phải làm việc thôi, phải làm việc thôi. Không làm được, phải đó là biết lỗi của ai luôn. Game gì không, game gì không? Game gì không? Ơi, mình game gì ngay. Chào bạn mình ca tám mới lên tinh anh. Mày mới động. Làm người đi anh, thật. Để nó làm người đi. Game là gì? Cái trò chơi đó mà. Đúng rồi, cái trò chơi của ông Vĩnh ấy mà. Cuộc giao chơi đi ông Vĩnh. Cuộc giao chơi của ông Vĩnh. Vĩnh múa lo đi để tìm bạn cuộc còn giao chơi của ông Vĩnh đâu đó. Vừa lỗ á, có skin của thuê mình ngồi ra. Nó chết kéo skin mặt qua, mình qua mùa cả, 20 cả. Rồi, tụi nên đây. Có cái lạc chứ. Có skin tăng 50% con lực. Ờ, anh đã chơi đã. Thôi, cậy đi. Cái nó đi. Tha thao đi cắt. Đỗ Đạt, Hello Vĩnh. Ờ, nó đang bên phải nha, đang bên phải á. Ý một con bộ trời vậy nha. Yếu rồi, từ. Kéo. Từ từ đi cá. Biết đâu đi cá. Nè, đẩy bách mạng của tường luôn nè. Đẩy hơi mua nha, đẩy hơi mua nha. Đâu, mình phải đợi ba thằng đứng chung mới đẩy chứ. Thằng đi yêu lắm. Hoàng thằng nó chạy luôn. Mua lo sao Vĩnh muốn như vậy. Thằng đi yêu lắm ấy, chắc nó về đấy. Vô lắm rồi đúng không? Rồi. Ôi. Vô lắm rồi đúng không? Thì mình ăn xong đi. Nó ăn blue trước. Rét, nó ăn rét trước. Rồi nha. Đang ghét trước. Ghét trước à? Sao vừa cá vào blue? Này bắn nhá, này bắn nó phạt. Em bảo ghét mà. Dạ. Phú Dương, xin đồ nhảy xe nhức lính. Chạy đi sao? Đồ nhảy phải thay nha. Chạy cái gì mà chạy? Chụt đi, anh em chụt đi, anh em chụt đi. Anh em chụt đi. Đừng sợ, bắn, em xu, bắn. Chụt đi, trời. Lướt không chơi mà thì anh cả chạy quy nút của vụ em quay kìa em sâu ơi em sâu ui bương phương thanh kim cương ba không ngóc lên nổi mặt đường rồi thằng này tóc biển đầm luôn nó chua anh định nón quả thì tóc biển anh biết là anh định không dùng được kiểu thì tóc biển đúng rồi không giờ này chắc rồi ui hai tóc biển rồi nha. Mùi trong mùi đăng trình Nguyễn Tiên Nhi ơi. Không ra quy định nữa. Các bạn. Cái này cũng lâm tặc. Được lâm tặc. Lũ cái đầu luôn. Nửa cây, chọc hai cái nửa cây thằng Crep. Game quá chị. Game quá dễ. Đừng tỉ. Đi vẫn ơi, sợ gì vẫn. Đừng sợ. Quá khó. Cho xem xét đi. Quá khó. Bên đó là vô lên đi đâu. Thằng bên đó, thằng ít kia có cầu nha. Lộn bây giờ Vĩnh, về đi Vĩnh. Đang chăn lỉ mà. Nên đi tâm con này ngắn ấy. Lâu không chơi lúc cái ui. Ui nhưng lại thóc nhè bây giờ. Bên kia có cầu á, còn lại thì không cầu, nó có giải rồi nha. Thông mịt nó dưới nha. Căng nè. Chú ấy thằng tu blend nha.
tôi đang chặt mua đồ rồi. À, đây nè, đây nè. Linh Tuấn, này phiên bản mới hay sao có cấm chọn giống đây liên minh vậy các bạn? Anh em chúc. Có nó cũ nha. Vậy. Không chơi đời không nể. Ôi, mày tính mở giao tranh nè. Rồi. Đừng ngồi đang xuống, đừng với quý đang xuống trước nha, đừng để đi xuống nha. Bé chọc lên bờ một. Ôi, nó cũng xuống à. Bữa nay cũng xuống à. Đừng trên chơi floor. Chơi vào đây. Mất đi. Đó, đây rồi. Đó, ơi, tụi lên nè. Đó. Quy định. Đặt ulti đi hơi luôn. Đặt ulti để kiếm nó trưởng cho cha nè. Đặt ulti cho nó sơ đúng không? Chấp ulti cho nó sơ. Cho nó sơ, cho nó vờ á. Đánh dưới đi, ăn đồng xuống dưới. Đặt ulti cho nó sơ, nó bị bạc cấp không đến đâu. Không dám đến nữa. Cái bài chỉnh trả rồi. Chậu luôn vậy đây. Không bao giờ đi hiểu này. À đi hiểu. Chị nó phải đây. Điểm chị quá nhờ. Ngô Thị Quỳnh Doanh. Làm hết rồi em phải chở thôi. Máy bay không em. Nhưng mà lại máy bay lại cũng có băng. Nó đấm chết. Trời em ơi. Có cầm chuông. Thể hiện đi. Thế cầm chuông rồi. Cả phụ nè. Đem ơi, cú Vin ơi. Ui, Vin quá game. Chắc chứ Vin có muốn đi yên đâu. Anh chạy được mà, anh phải anh còn ulti mà, tự nhiên pha nhảy lên gì mà. Không có cẩm chuông, không kịp chứ. Không có cẩm chuông, không kịp chứ. Em phải vô thu dọn cho anh rồi. Nhìn nón như cái chất nhìn anh, cân nhiên blue. Nguyễn Bình Minh, chơi game mà mang blue chứ nó sơ thì sao, chứ nó áp cá xảo phút thì sao. Đánh vai, kiếm tổn, cẩm cho nó ạ, không ngăn nữa, kiếm tổn. Ăn blue được khi nó sơ. Không chơi nổi. Chẳng nhớ nói cái gì mình nghe chẳng quá. Không hiểu luôn. Vịnh đầu đất. Đúng là cái tên vịnh đầu đất. Vương mày, may mắn quá ta ơi. Kêu đâu đít. Bá ngay trực tục mua Việt Nam. Bẹt. Thôi, hiện tại mình tính về cái hiện tại. Ai tính cái ba ngày trước. Cứu cá ơi. Hiện tại bá ngay trực chống nhau đều là một mùa. Một mùa đều là lên tổng 1. Khác nhau chứ, mình sống hiện tại đi, mình đừng sống quá khứ luôn. Lên tốt một chút thủ đoạn hả em? Lê Thị Hồng Thắng, yêu tất cả các anh. Đoạn đó. Rồi, có 4 thằng dưới đây, 4 thằng dưới đây. Và bỏ nó vào, quá sáng lại, nó mới bỏ nó vào bệnh. Rồi, chết. Áo nhí. Tui này. Dễ mà. Cái bài tui này ai chả biết. Vinh nói thật. Tui này là Vinh muốn chết cái khống thôi. Việt Nam, đá toàn đi. Muốn sống đi. Muốn sống đi chết cái khống thôi. Thật chứ, cho đôi diện Vinh là khó lắm, Vinh ứng chết. Nhó mẹ nghe chuyện Vinh phạt sáo, Vinh nhường. Giờ Vinh cũng kiếm một phạt sáo nhưng mà okay, Vinh. 80% con lực. Mẹ nghe chuyện 50%, bây giờ 80%. Cho nhẹ. Anh nhầm. Lê Sơn Lộc, hay vãi. Mẹ nghe chuyện 10%, okay, giờ 50%. Ờ, bà luôn. Ui. Tôi lấy đây yếu rồi. Con cống chết rồi à? Con cống này. Vẫn là người nào Vĩnh? Hình như con chi anh. Người hoàng chi. Quê ở Huế. Quê ở Huế. Trọng bảo, lắc vây. Bất quạt. Bất quạt. Ủa như thằng hàng kia đấy cả. Bất quạt chơi mấy anh kia ôn á. Mà thoải mái đi Vĩnh ơi. Thôi cái đâu. Mình đánh chấp mà. Thoải mái đi mà. Chuyến đề phạt sao. Bất quạt tí nó đỡ không nữa đâu. Vì nóng chịu được. Mà cho bất quạt tí nó chắc khóc. Ngóc Phú, các Huỳnh Khánh Duy vô coi rồi đánh lên CT này. Đánh muốn thầy Yến hay cũng thôi. Bùa đỏ tem nó này, ai cơ không? Giờ anh cả mệt uống đi ra chấp tim bàn cho sợ. Chớ dùng uống đi tim bàn sợ. Chấp uống đi. Nguyễn Thiện, chào anh em ơi, anh Cô Vĩnh. Bằng hai người vẫn trụ luôn á. Trụ đi. Hai bạn đều cấp trụ à? Nó đo solo kill. Cái game này chịu đuôi sao cũng đâu. Đừng đo solo kill. Solo kill vì là cái này cũng nói chung là nó bắn trước này. Hay là cấp chỗ đó đứng im luôn, nó không biện mẹ gì hết đó. Là chỗ đang bắn mình với lại chỗ chứ mình với chỗ không mất máu luôn. Mà game chơi với em gì không? Chơi vinh gì không? Quả gì? Có muốn lại yên đâu? Có muốn lại yên đâu? Phát cháo thì là khín, mà trái hạt thì là sự.
không muốn chơi đâu. Ba thôi rồi đâu, em mang lên em không cần đâu mà đã bỏ em ít ít lại sai đi mà em đang mang đâu. Đó con ăn mà ăn con blue thôi, điểm thổi đi. Cánh đấy nó chưa có tụ đâu. Và nó coi á. Như vậy, bạn như vậy là bạn thân mấy chồng mà vừa biết hả? Như vậy là bạn thân cùng cha cái ông nội mấy chồng. Thủ đức sư, bạn thân mà cùng cha cả ông nội. 20% mặt mình. Bạn thân mà cùng cha cả ông nội. Anh né mới cùng cha cả ông nội chứ, kiểu bạn thân cùng cha cả ông nội. Đâu, bạn thân được mà. Bạn thân không được. Anh em cung trả cả con người. Chứ bàn thân cũng không anh gì lắm. Thế đủ á. Nam Bang, Nam đi học với em. Cái gì? Cung trả cái ông đôi. Mày, mày, mày đi với cả coi. Chấp, chấp đi gói luôn. Con tập cũng để được. Trời. Phương Trinh nói chưa sỏi tiếng Việt à em? Mặt cười. Con này đẹp, chụp buồn lắm ôi tới. Máy này. Cho mày em nó nóng đó. Đi cũng phải quạt tiền nóng. Quạt đi, tôi mẹ. Ở chỗ nhà mình chứng anh em. Chứng anh em bệnh quạt anh nhầm. Chứng anh em cũng bệnh quạt. Ông nào nha như bó này. Có chị nào gọi dụ cô Vĩnh Dùng. Kinh cắm đi về đây. Ôi, kêu tim bàn ra đây cho kinh công. Rồi nó mất tốc biến này. Kêu tim bàn ra đây cho kinh công hết. Ra đây cho kinh công ngắm chắc, rồi. Chắp vào đó. Cứu anh Khoa ơi. Rồi, chết hết rồi, không thu đẹp mà Vĩnh thôi. Còn chung ngắm như thế. Đừng mà Vĩnh, đừng. Cái bài Covid chuyện xin. Này đánh giao chơi. Cuộc giao chơi của thầy giáo Vĩnh anh em. Cuộc giao chơi của ông Vĩnh tổng 1. Lên chắp đây vòng bảng đi. Vĩnh. Thôi. Này đánh giao chơi thôi. Cuộc giao chơi mà. Mải chơi quên lớn. Người yêu gọi. Mặt cười lộn xuống. Cuộc giao chơi của ông Vĩnh đầu đất. Đừng ngồi Vĩnh đầu đất. Ở Vĩnh tổng 1. Ai mà chơi bị Vĩnh đầu đất. Mất quy định em. Mất quy định Vĩnh em. Người lạ ơi, tiền năng nửa bộ binh ghê thật. Game quá ghê. Thôi gơ đi. Game gì à? Gơ đi. Đây cho đợi. Thằng cái đấy nó bị khùng rồi. Không có mày. Vương mảnh, giống như vẫn tên gì dạy. Mặt cười. Đừng nhảy đen. Game qua chê. Anh cả nhìn ghê không? Chết không? Chết. Đừng chơi với tim mạng. Má, chết quá là má. Ôi Khoa ơi. Tha đi, Khoa ơi. Thơ thách cao SC. Nhỏ xíu tập gái vú là bị cóc vào đầu. Vẫn đầu đất ơi, Quy đi, vẫn đầu đất ơi. Tự nhiên bắn như ta chỉ tên. Tự nhiên cầm eo chu bắn như ta mà chờ thật. Quê, đây là một pho bắt đo giữa đi gắt vào của đồng bào. Chị để cho bắt đo làm người đi. Đánh gì cả ơi, Win mẹ cả ơi. Lê Thị Hồng Nam, chơi game cho thua. Coi mà học hỏi cho thua đừng hỏi gì. Chơi game cho thua thì đừng hỏi gì hết. Đúng không? Đập người trước. Ok, Vinh. Vinh chết rồi, Vinh lăn đúng đất chết rồi. Này, phải Win. Đâu Win? Tự nhiên đập trù thì Vĩnh. Cái game mà cứ thấy hiền. Hiền với ai? Game qua chị. Mệt quá. Nóng quá. Để lên em nha. Đánh không trái hạt ấy. Hàng năm đánh 5% công. Đánh